Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Nông dân Tân Trụ thu hoạch lát năng suất cao nhưng giá bán không tăng. Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Trong phần tin thế giới, nội các Nhật Bản nhất trí với dự luật mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm có buổi đối thoại với 21 hộ dân ở phường 5, thành phố Tân An về việc vận động bàn giao mặt bằng thi công công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường 5, thành phố Tân An. Công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Tân An có chiều dài 5.393m qua 3 phường, phường 2, phường 4 và phường 5. Trong đó, chiều dài đoạn qua phường 2 hơn 1.000m. Phường 4 gần 2.200m và phường 5 cũng gần 2.200m. Tổng số trường hợp bị thiệt hại 829 trường hợp, trong đó có 775 hộ dân và 54 tổ chức. Có 796 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tính đến nay, phường 2 và phường 4 đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công công trình. Riêng đoạn qua phường 5 còn 21 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công công trình, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Long An nói riêng, nhất là giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trên con đường huyết mạch này. Vì vậy, bà con nên đồng thuận bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình, để công trình sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Bên cạnh cây lúa, nông dân An Nhật Tân, huyện Tân Trụ còn trồng cây lát. Đây là hai loại cây trồng chủ lực của xã. Hiện nay, nông dân thu hoạch xong chủ 3, năng suất thu hoạch đạt 10 tấn trên 1 hecta. Giá lát từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Giá bán bằng với những năm trước khiến nông dân rơi vào cảnh được mùa mất giá. Hiện An Nhật Tân chỉ còn hơn 40 hecta trồng lát trên những chân ruộng biển gần sông Rạch do xây dựng và quy hoạch khu công nghiệp. So với trồng lúa thì trồng lát khỏi phải đầu tư giống, bởi chỉ cần trồng vụ đầu tiên, các vụ sau thu hoạch xong rải phân thì cây lát lại tiếp tục phát triển. Trồng lát sử dụng phân thuốc, công chăm sóc ít hơn trồng lúa. Tuy nhiên, thu hoạch lát trải qua nhiều công đoạn. Do chi phí đầu tư các công đoạn này quá nhiều, trong khi giá bán lại không tăng. Nhiều người không bán lát cho thương lái ngay sau khi thu hoạch, mà dự trữ lát nguyên liệu để dệt chiếu, lấy công kiếm lời. Từ lâu cây lát và nghề dệt chiếu đã giải quyết việc làm trong lúc nông nhàn, đem lại nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống cho người dân An Nhật Tân. Để giữ vững làng nghề truyền thống này, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn của huyện cần đầu tư hỗ trợ vốn, mở lớp dạy nghề, giúp nông dân tăng năng suất chất lượng cây trồng, giảm chi phí trong khâu thu hoạch và có đầu ra ổn định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân an tâm trồng lát. Nếu không có giải pháp tích cực, chắc chắn diện tích trồng lát ở xã An Nhật Tân ngày càng thu hẹp và nghề dệt chiếu truyền thống sẽ bị mai một. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, huyện Mộc Hóa tổ chức sơ kết vụ đông xuân 2014-2015 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa Nguyễn Chăn Đát chủ trì hội nghị. Vụ đông xuân 2014-2015, toàn huyện Mộc Hóa gieo xạ hơn 22.000 hecta, năng suất đạt trên 6,8 tấn trên 1 hecta. Bên cạnh cây lúa, trên địa bàn huyện còn trồng hơn 400 hecta rau màu, sen, khoai mỡ, đạt hiệu quả khá. Hiện nay, dùng lúa chất lượng cao và cánh đồng mẫu lớn được triển khai thực hiện hơn 1.900 hecta, tập trung chủ yếu tại xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây và một phần xã Bình Phong Thạnh. Tổng đàn gia súc trên 4.500 con, trong đó nuôi bò sinh sản được xem là thế mạnh tại các xã Bình Thạnh, Bình Hòa Tây. Qua đánh giá, một trong những khó khăn trong vụ đông xuân vừa qua là việc triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn và dùng lúa chất lượng cao còn chậm. Thị trường đầu ra nông sản không bấp bênh, nông dân lợi nhuận thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa, huyện Chăn Đát chỉ đạo các ngành chuyên môn trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ nông dân sản xuất, khuyến cáo bà con vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị gieo xạ vụ hè thu. Kiên quyết thực hiện đúng theo lịch gieo xạ do ngành chuyên môn thông báo nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo năng suất hiệu quả cho bà con nông dân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, đảng ủy luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo sở thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần đạt kết quả các chỉ tiêu phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh.
tham mưu đề xuất tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra, thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu hàng năm đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 30 đảng viên nhân dân. Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí. Chiều ngày 14 tháng 5, trong buổi làm việc cuối của phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các tờ trình, đề án của Tòa án Nhân dân tối cao. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình của Chính phủ về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã. Theo đó, xuất phát từ thực tế công tác xét xử, để nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất thành lập 4 Tòa án Nhân dân cấp cao. Chủ trương này được thực hiện trên cơ sở tổng kết công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án theo trình tự phúc thẩm của các tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao. Số lượng các loại vụ án xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các tòa án chuyên trách, tòa án nhân dân tối cao và ủy ban thẩm phán, tòa án nhân dân cấp tỉnh phải giải quyết trước đây. Đánh giá hiệu quả công tác xét xử trong 10 năm qua, 4 cơ quan xét xử này dự kiến sẽ có thẩm quyền tư pháp được xác định như thẩm quyền tư pháp của Tòa Phúc Thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại 4 địa phương này trước đây. Giải quyết xét xử khoảng gần 4.800 vụ một năm. Đây là phiên họp cuối cùng trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình của Chính phủ về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã gồm thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, thành lập mới huyện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước, thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện xã để mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn, thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thảo luận cho ý kiến cụ thể về đề án, nhiều ý kiến cho rằng dù tán thành với tờ trình của Chính phủ, nhưng các địa phương cần thực hiện nghiêm túc nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương và đáp ứng sự phát triển ở địa phương. Chiều 14 tháng 5, tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Triết tham gia cách mạng từ phong trào sinh viên, được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng nêu cao phẩm chất đảng viên cộng sản, tận tâm tận lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận quy hiệu 50 năm tuổi Đảng, khẳng định sẽ luôn giữ vững tinh thần cách mạng, trách nhiệm của người đảng viên suốt đời phụng sự Đảng và nhân dân. Ngày 14 tháng 5 tại Khánh Hòa đã diễn ra hội nghị thường niên Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á Thái Bình Dương lần thứ 38 với chủ đề các tổ chức tài trợ phát triển và cơ sở hạ tầng bền vững, khung chính sách hoạt động thực tiễn và thách thức nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng, tìm cơ hội hợp tác đầu tư giữa Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á Thái Bình Dương và các nước thành viên của Hiệp hội cũng như tại Việt Nam. Dự và phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng hiện đại là một trong 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Việt Nam đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á Thái Bình Dương. Chủ đề của hội nghị lần này rất thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và những thách thức đang đặt ra cho Việt Nam hiện nay. Ông Permasurin, Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á-Thái Bình Dương, cho biết, tại châu Á, mỗi năm nhu cầu về tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng khoảng 750 tỷ USD, trong đó tập trung vào phát triển hệ thống giao thông, viễn thông,
năng lượng, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á-Thái Bình Dương chú trọng cung cấp hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Hội nghị đã tiến hành các phiên họp trọng tâm với nội dung về khung chính sách trong phát triển cơ sở hạ tầng, vấn đề tài trợ cơ sở hạ tầng bền vững, hệ thống hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Hội nghị cho rằng Hiệp hội các tổ chức hỗ trợ phát triển châu Á-Thái Bình Dương là đầu mối kết nối 110 ngân hàng và các tổ chức tham gia tài trợ phát triển bền vững tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại phiên bế mạc, hội nghị đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh các nội dung huy động vốn và thúc đẩy đầu tư bền vững vào cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quan hệ hợp tác để tài trợ bền vững cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống hỗ trợ cho đầu tư bền vững cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở thiết lập hệ thống hợp tác kinh doanh trong khuôn khổ hiệp hội để tài trợ phát triển bền vững. Tiếp theo là thông tin về vụ hỏa hoạn tại Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 5 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại dãy cửa hiệu kinh doanh ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động 80 chiến sĩ cùng 7 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu rụi 6 cửa hiệu và không có thương tích về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê tài sản thiệt hại.